Thì cứ như theo quy chế là ra thang cái nhà rửa 100 nhá. Rồi sau trận đấy là ta sẽ xử lý. Sau trận Bình Dương như sẽ luôn nhá. Đây em có đây. Chúa cho cháu xin hỏi câu được không ạ? Cảm xúc của chú như thế nào khi mà Thanh Hóa thắng ở trên sân nhà? Trước tiên là thắng về sân nhà thì phải nói là sự chiến đấu của các cầu thủ trên sân cỏ rất là nhiệt tình, cộng với là cái huấn luyện viên bài bản. Một việc nữa là cũng là một cái sân nhà người hâm mộ để ủng hộ nhiều hơn, khí chất của cầu thủ sẽ tăng lên và bản lĩnh kiên cường hơn. Cảm xúc thì đây là một trận cầu hay và đáp trả lại tất cả những cái sự nhiệt tình, những lòng tốt của người hâm mộ. Đấy là cái cảm xúc nhé. Chú ơi, thì nói đến tầm này thì như thế này thì chú đã có cái suy nghĩ nào về việc Thanh Hóa sẽ đua vô địch cho chú? Vô địch thì chắc là đội nào cũng khao khát, nhưng cái chính ra là ta cứ hết mình chơi đúng thể thao, bóng đá sạch và có những cái bước tiến chất chiêu, rồi mình sẽ tích lũy dần để đi đến một cái đích tốt hơn. Sau chiến thắng này thì chú thưởng cho đội bao nhiêu ạ? Thưởng thì cái này thì lại bên giao cho anh tổng đốc, chú này cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà ở với Thanh Hóa thì bây giờ nó không phụ thuộc vào cái thưởng, mà phụ thuộc vào màu cờ sắc áo thì chiến đấu nhá, thưa anh nhá. Cảm ơn chú ạ. Vâng. Vào đây, vào đây.